chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, cầu Phật Phật độ, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về, trả sạch nợ, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch 2024. Tháng 8 về ta thả nỗi nhớ bâng khuâng, tuổi thơm ấu thơ cứ dệt theo mùa nhớ, tìm đâu đó những gì ta mắc nợ, tim nhỏ mà thương nhớ mãi đầy vơi. Gió thu về du nhẹ khắp muôn nơi, hồn trời cao in xuống dòng sông nhỏ, hồn trái đất trong màu xanh lá đó, hồn con tim trong muôn nỗi thương đời. Ta gặp nhau giữa muôn vạn trùng khơi, giữa muôn ngả đời đang xuôi ngược, cùng thương mến dạt dào non nước, cùng yêu thơ yêu khúc nhạc mơ tình. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi Kính. Chúc quý vị tháng mới nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Vâng, kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, cơ hội tiền bạc sung túc liên tiếp ập tới. Thế nhưng trời sinh mỗi người một số phận khác nhau, có người may mắn ở thời điểm này, nhưng lại nghèo khổ khốn khó ở thời điểm khác. Theo lá số tử vi, bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 là con giáp vô cùng may mắn, làm đâu được đó. Bất ngờ cuộc sống liên tiếp được thần tài gõ cửa, cũng vì thế mà bản mệnh giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Vậy, vận may của bản mệnh tuổi Tân Dậu là gì? Vận trình cụ thể diễn biến ra sao? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ chi tiết ngay dưới đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Đầu tiên, tổng quan tính cách vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Tân Dậu đó là sự trung thành, họ luôn là người bạn tận tụy đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói, họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa họ cũng chẳng phải chuyện dễ, bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén, khiến cho Tân Dậu khá tỉnh táo. Siêng năng có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của những người cầm tinh con gà, bên cạnh gia đình sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Tân Dậu, gia đình là chốn bình yên nghỉ ngơi, nơi công sở là nơi để Tân Dậu tỏa sáng nổi bật. Tuổi Tân Dậu rất thích được chú ý, bởi vậy trưng diện cũng là sở thích của họ. Các thầy tử vi có khuyên rằng, tuổi Tân Dậu đừng mải mê kiếm tiền, háo hức tiêu tiền mà không nghĩ đến chuyện tích lũy lâu dài. Dù có muốn đầu tư sinh lời thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng, cân nhắc lợi hại mới có thể quyết định. Những chuyện đầu tư mạo hiểm thì tuyệt đối không được nóng vội. Đàn ông tuổi Tân Dậu là những người thích tự do bình đẳng. Họ tin rằng trong tình yêu hai người nên tôn trọng lẫn nhau, tránh giải quyết vấn đề bằng cách tranh cãi. Phụ nữ Tân Dậu lại là những người dũng cảm hướng ngoại, họ sẵn sàng đóng vai trò chủ động trong chuyện tình cảm và cũng có những lúc có những mặt rất dịu dàng quyến rũ. Ngoài ra, các quý cô tuổi Tân Dậu không thích bị bó buộc trong tình ái và luôn hướng về gia đình. Trong tử vi thì Dậu và Thìn tạo nên một góc lục hợp, do đó Thìn được gọi là lục hợp quý nhân của tuổi Dậu. Tuổi Tân Dậu nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con rồng để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Tân Dậu còn hợp với người tuổi Sửu và người tuổi Tỵ, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, đây cũng là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Tân Dậu. Trong ngũ hành, tuổi Tân Dậu thuộc hành kim, đặc trưng của hành kim là khô ráo, dương khí mạnh, khí khô lưu thông qua phổi, vì vậy người hành kim thường mắc các bệnh liên quan đến phổi và khí quản. Để đề phòng bệnh dương thân, Tân Dậu hãy chú ý ăn uống, nên ăn nhiều thực phẩm có tính âm, đồng thời học cách điều hòa tâm tính, đừng lo lắng quá nhiều, giữ đầu óc cởi mở và linh hoạt. Phật độ mệnh của Tân Dậu là Bất Động Tôn Bồ Tát, nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Bất Động Tôn Bồ Tát phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật đau ốm. Thêm vào đó, Tân Dậu có thể chọn những vật trang trí nhà cửa có hình dạng quả hồ lô, có ý nghĩa là vật cát lành, chư ta xua đuổi bệnh tật, có thể giúp cầu sức khỏe tốt, đồng thời đem lại nhiều may mắn. Tuổi Tân Dậu đừng quá khắt khe với người khác, nên học cách bỏ qua và nhìn thoáng ra. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng 1 thường là những người giỏi giao tiếp, giỏi tính toán mọi việc, đời sống vật chất đầy đủ. Sinh tháng 2 là người năng động nhân nghĩa, cuộc đời có nhiều thuận lợi, dễ thành công trên con đường kinh doanh. Sinh tháng 3 là người rất thông minh nhạy bén, có tài ứng biến linh hoạt, người này được hưởng phúc tổ tiên, thành danh sớm, cuộc sống sung túc, con cháu đông vui. Sinh tháng 4 là người có tài văn chương và năng lực chỉ huy, do có tính tự kiêu nên không được lòng người, trong đời hay gặp nguy hiểm, hậu vận lành ít dữ nhiều. Sinh tháng 5 là người hòa đồng, tính tình điềm đạm, tuy cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng công việc không được như ý,
Hậu vận vất vả, người này nếu chỉ nhờ vào phúc tổ tiên mà không tự mình vươn lên thì chỉ có được sự thành công ngắn ngủi. Sinh tháng 6 thường có ít may mắn, mọi việc thường không thuận lợi, buồn nhiều vui ít, nếu biết giữ mình thì tránh được những tai họa trong đời. Sinh tháng 8 là người tự lập phong lưu nhiều thuận lợi, nếu biết tự vươn lên trong cuộc sống thì con đường tài danh sẽ rộng mở, cả đời được vui vẻ hưởng phúc. Sinh tháng 10 có tài năng nhưng trong đời có nhiều chuyện không vui, nếu muốn thành công phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Sinh tháng 11 công danh sự nghiệp không ổn định, số mệnh vất vả, gặp nhiều bất lợi phải tự thân vận động. Sinh tháng 12 thường có tài năng hơn người, tuy vậy lại khó thành công trong sự nghiệp, số này có lộc nhưng mệnh ngắn, có được hưởng phúc trọn vẹn. Tuổi Tân Dậu đa phần là những người trung hậu thành thật, thường được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ, tài vận không thiếu, mọi việc trôi chảy hanh thông thuận buồm xuôi gió, là người có đầu óc thông minh và có khả năng độc lập, mọi chuyện toại nguyện phú quý vinh hoa đầy đủ, vợ chồng hòa thuận, không có điểm gì đáng ngại, là người chu đáo giỏi giang và biết tính toán sắp đặt kế hoạch, cả cuộc đời thành nhiều bại ít, chuyện gì cũng đạt được thành công. Tuổi Tân Dậu tuy đôi lúc vợ chồng còn mâu thuẫn với nhau, song đó đều là những chuyện nhỏ nhặt, hãy hạ cái tôi của mình xuống, chớ có chuyện bé xé ra to, khiến đôi bên đều tổn thương. Quý anh chị tuổi Tân Dậu thân mến, người xưa có câu, trong phúc có họa, trong họa có phúc, một người khi làm bất cứ việc gì cũng luôn là phúc họa tựa vào nhau. Một chuyện tốt nếu làm quá lên thì lại biến thành họa, một việc vốn là họa nhưng làm đủ và kịp thời thì có thể biến thành một chuyện tốt một. Người khi có phúc khí, vẫn nên trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, chủ động ngừa tai họa, làm được chuyện phòng bị trước để tránh tai họa, đặc biệt là đến tuổi trung niên, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, ngày tháng sống không dễ dàng, không đơn giản, nếu không hiểu được sự trân trọng thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, khó khăn, tai họa và xui xẻo thường xuyên tìm đến. Khi con người đến tuổi trung niên có những thứ không thể quá tham lam, rất dễ làm mất đi phúc khí của bản thân. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, nếu gặp được những bữa ăn miễn phí đó thì phải chú ý nhiều hơn. Rất nhiều người chỉ vì ham những món hời nhỏ mà chịu thiệt thòi lớn. Nếu như có một người đột nhiên nhặt được tiền tài từ trên trời rơi xuống thì cũng là lúc mầm tai họa bắt đầu, chứ không phải là phúc tìm đến cửa nhà, nhặt được ví tiền của người mất không nỡ đem trả, nhưng cầm trong tay thì bản thân lại cảm thấy không an tâm. Một ngày nọ, đột nhiên nhận được tin nhắn báo bản thân trúng thưởng, người ta hối thúc mình nhanh chóng đến lĩnh tiền, nhưng họ nói muốn nhận tiền trước hết phải chuyển lại một khoản phí, bạn liền suy nghĩ, rốt cuộc có nên chuyển tiền hay không, mỗi ngày đều suy nghĩ lo lắng đến mức tinh thần không yên. Người đến tuổi trung niên vẫn nên làm việc một cách thực tế, chân thực mà làm người, đừng ham những khoản lợi từ trên trời rơi xuống, một ngày cày bừa thì một ngày khác mới có thu hoạch. Trên đời này không có chuyện không cày bừa mà có thể thu hoạch được thóc gạo, cho dù thực sự nhận được khoản lợi từ trên trời rơi xuống, cũng nên nghĩ đến chuyện từ bỏ và chia sẻ. Vì nếu không sẽ phải sống trong những chuỗi ngày phóng túng, vì không biết hối tiếc hoặc hoang mang sợ hãi, hạnh phúc của đời người cũng vì thế mà bị hủy hoại. Trên thực tế, con người đến tuổi trung niên có rất nhiều thứ không thể tham, ví dụ như những người tham tiền tài, nếu làm quan, có thể biến thành tham quan, không làm tròn nhiệm vụ. Những người tham địa vị, vì có được địa vị cao không từ thủ đoạn, nhất định sẽ không chú ý mà đắc tội người khác, không những thế còn có thể phạm pháp, đến lúc nên an hưởng tuổi già bên con cháu, thì lại vào bóc lịch trong nhà tù cô quạnh, có bỏ ra mới có đạt được. Một người nếu làm việc mà không có lòng tham, hiểu được cuộc sống nên có được sự vui vẻ thì phúc khí cũng theo đó mà tới. Người xưa nói, không tranh đoạt chính là phẩm chất lớn nhất của người quân tử, vì chỉ có kẻ tiểu nhân mới tranh giành mối lợi nhỏ, quên đi nghĩa khí. Người ta cũng nói, lương thực ngàn gánh cũng chỉ 3 bữa mỗi ngày, nhà rộng ngàn gian đêm ngủ cũng không quá 2 mét, này là công danh, này là lợi lộc, trong đời không cách nào giữ mãi. Của nả đầy kho nhưng trong lòng vẫn có buồn phiền, vinh hoa phú quý, lộc hậu chức cao cũng chỉ là chút mây khói thoảng qua, vậy ở đời tranh giành để được gì? Người ta cứ phải tranh đua, giành đoạt, rốt cuộc vì cái gì, tranh tranh, đấu đấu, cõi người chính là trong một vòng xoay danh lợi tình mà làm khổ lẫn nhau, làm khổ chính mình, biết bao ác nghiệp, lừa lọc, oán hận, đố kỵ, hãm hại, đều bắt nguồn từ chính sự tranh giành ấy, dù là công khai, dù là âm thầm, dù là tiền bạc, hay là mỹ nữ, dẫu là quyền lực, hay là danh tiếng, rốt cuộc người ta tranh giành nhau chính là để thỏa mãn sự ích kỷ của mình mà thôi. Nhưng trên đời này quả thực có rất nhiều lý do để ta không phải giành đoạt của nhau, nó nhiều hơn hẳn những lý do thúc đẩy người ta phải tiến lên tranh chấp được thua với kẻ khác. Chỉ cần bạn rộng mở tấm lòng thì tranh giành không còn đất trú chân, bởi nó chỉ được nuôi dưỡng nên từ trong một tâm hồn hẹp hòi, chỉ cần bạn xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành cũng hoàn toàn tan biến,
bởi nó được dưỡng thành từ sự ganh đua, so sánh thiệt hơn, từ dục vọng muốn chiếm được nhiều hơn nữa. Người xưa có câu, lùi một bước biển rộng trời cao, lùi một bước nghĩa là gì, chẳng phải đó là không tranh với người, nhưng ngươi một bước đó sao? Lão Tử cũng giảng về đạo lý không tranh với đời để có thể đạt được cảnh giới vô vi, và xét kỹ ra, dẫu bạn có tranh giành được thứ gì thì cũng chẳng thể vì nó mà có được sự bình an. Tranh được lợi lộc thì mất đi lương thiện, tranh được danh tiếng thì mất lòng người, tranh được tình thì mất tỉnh táo. Tranh lấy thứ của người khác thì tâm bất an, không lúc nào nguôi, phàm là những thứ khiến người ta phải vắt óc nghĩ kế giành giật thì đều không mang đến bình an trong tâm mình. Thay vào đó chỉ là phiền não, thống khổ và thù hận mà thôi. Nếu đã thế tranh đoạt mãi để mà làm chi đây, phúc báo quyết định được mất đời. Người Phật gia giảng, hết thảy những đau khổ, mất mát hay hạnh phúc có được trong đời này của người ta chính là phản ánh phúc báo của họ được tích từ những đời kiếp trước. Nếu kiếp trước hành thiện, tích đức tu tâm, thì kiếp này có thể làm quan lớn, làm đại thương nhân, có được bạc tiền, quyền lực, còn đời trước hành ác, tạo nghiệp, sống buông thả thì đời này phải long đong, lận đận trong khổ nạn mà trả đền. Do vậy, người xưa cũng quan niệm rằng, những gì có được trong đời là đã được thần Phật an bài, cho rồi mới có chứ không phải vì tranh đoạt giỏi, lừa mưu tính kế mà thành. Tuy nhiên, đạo đức con người hiện đại đã thoái hóa quá nhiều, những điều ấy ngày nay đã bị cho là cổ hủ, lạc hậu. Người ngày nay cho rằng muốn được thứ gì thì phải đấu tranh vì nó, kể cả có phải hãm hại người khác. Kỳ thực, họ không hiểu được cái lý công bằng của tạo hóa, vũ trụ, không ai tự dưng được mà không mất và ngược lại. Những thứ họ tranh đoạt được cùng lắm chỉ đi cùng họ vài chục năm trong cõi nhân sinh này, đến khi trăm tuổi ra đi, mọi thứ đều hóa thành hư ảo cả. Nhưng tội nghiệp họ đã gây ra vì dục vọng tranh giành kia thì còn mãi, và ở một không gian khác, ở dưới âm gian, địa ngục, người ta liên tục phải hoàn trả chúng, đó mới thực sự là thống khổ lớn nhất của sinh mệnh, chứ không phải là cái chết, hãy học cách sống mà không tranh giành. Có một vài câu muốn nhắn nhủ tới bạn, đọc rồi bạn sẽ hiểu ra một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người, chính là không phải tranh giành mà sống. Cũng không sợ ai tranh giành, nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được, người xấu hay đẹp, vừa mắt là được, người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được, gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được, chồng về sớm hay muộn, có về là được, vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được, con cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ, hiếu thuận là được, nhà to hay nhỏ có thể ở là được, quần áo hàng hiệu hay không mặc lên dễ coi là được, hết thảy phiền não, có thể giải tỏa là được, cả đời người hạnh phúc hay khổ đau cuối cùng bình an là được. Có nhiều chuyện nghĩ thoáng một chút sẽ tốt hơn, có nhiều người chân quý một chút sẽ vui hơn, không phải có tiền nhiều mới là tốt, lòng ôm tâm thiện giúp đỡ người khác thì số mệnh tự khắc được tốt. Sau đây là luận giải tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tưởng chừng như tuổi Tân Dậu có thể kê cao gối ngủ trong tháng, có tam hội cát tinh soi chiếu, nhưng đời không như mơ. Trong cát tàng hung, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan. Ở thời điểm này, bạn nên nhớ cẩn tắc vô áy náy, thận trọng không bao giờ là dư thừa. Nhìn chung, công việc trong tháng khá suôn sẻ, kết quả thu về khả quan. Khi tam hội giúp đầu óc những chú gà trở nên minh mẫn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt, bản mệnh có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Tài lộc được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ, nên phát triển khá tốt trong tháng này, việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân, có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên cùng phát triển, nhưng tháng cô hồn, nên hạn chế đầu tư, tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Phương diện tình cảm có nhiều hứa hẹn, nhờ Bách Việt chủ đào hoa che chở, cơ hội thoát ế của người độc thân đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ. Sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn, người đã kết hôn, cần tiết chế cảm xúc kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Thể trạng của con giáp này đang khá tốt nhờ duy trì chế độ rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ, tuy nhiên, cần chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang. Về sự nghiệp, bước sang tháng Nhâm Thân, người tuổi Tân Dậu gặp được cục diện tam hội nên vận khí có khởi sắc, tuy không quá vượng nhưng cũng đủ để hóa giải không ít khúc mắc mà bản mệnh đang đau đầu tìm cách xử lý. Cát tinh cao chiếu giúp đầu óc con giáp này trở nên minh mẫn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt,
Nhờ có tam hội bạn có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Tưởng chừng vận khí cứ xuôi chèo mát mái như vậy, bản mệnh có thể kê cao gối ngủ, nhưng tiếc rằng đời không như mơ, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan ở thời điểm này. Do nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào. Trong cát tàng hung, nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước, con giáp này rất dễ gặp thất bại, thái độ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán của bạn cũng thường để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Bạn tốn quá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn, vì vậy mà những điều tốt đẹp dễ trôi vụt qua trong phút chốc. Những suy nghĩ tiêu cực, bi quan cũng ngăn cản bạn dũng cảm thử thách bản thân. Hãy cứ nuôi dưỡng niềm tin rằng sự nỗ lực trong công việc của bạn rồi sẽ giúp tình hình tiến triển tốt và nhiều thu hoạch. Vì thế, thời điểm này đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, phát huy khả năng sáng tạo, hãy rời khỏi lối suy nghĩ sáo rỗng đi vào đường mòn. Những trắc trở trước đó bạn gặp phải trong công việc cũng có thể do điều này mà nên, đặc biệt, tuổi Dậu cũng cần tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ, mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng, tuổi Dậu chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Nếu cần sự giúp đỡ hãy tìm đến trưởng bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên, mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ, chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên với khả năng của bản thân mình. Nhìn chung, tháng này công việc có thuận, có nghịch, có khó khăn, nhưng sẽ có quý nhân đứng ra trợ lực, song cái chính vẫn dựa vào sự cố gắng của bản thân bạn, nên chú trọng đoàn kết trong tập thể, tận dụng sức mạnh chung để đưa cả tập thể tiến lên, từ đó bản thân con giáp này cũng được hưởng lợi. Trong tập thể hãy mạnh dạn thể hiện bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người và hãy thể hiện rõ thái độ trân trọng sự giúp đỡ từ đối phương nếu có. Nhờ vậy, bạn sẽ hướng các mối quan hệ xã giao của mình tới chiều hướng tích cực, rất có lợi cho phát triển sự nghiệp về sau. Về tài lộc, xem tử vi tài lộc của tuổi Dậu trong tháng 6 tháng 7 năm 2024 âm lịch nhận thấy, con giáp này được nhiều tài tinh soi đường trong tháng, nên tài lộc có nhiều điểm sáng, lợi nhuận thu về khả quan. Được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ nên việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân, có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, mở rộng quan hệ xã giao đôi bên cùng phát triển, từ đó, con đường kiếm tiền làm giàu càng rộng mở, nhưng nhắc nhở bản mệnh có tiền cần quản lý chặt chẽ. Đừng hớ hinh khiến kẻ xấu nhòm ngó, cướp đoạt, tiền dù ít hay nhiều vẫn nên lấy tích lũy làm trọng, đề phòng trường hợp cấp bách xoay sở không kịp. Đặc biệt, trong tháng 7 cô hồn này mệnh chủ nên hạn chế đầu tư, tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư, kinh doanh giang dở không thể dừng, cũng nên chia nhỏ ra để tiến hành cho chắc chắn, tính toán cẩn thận, kiểm tra thông tin tin nhiều bề, tránh hùn hạp quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng, dù là việc làm quen tay cũng chớ nên chủ quan. Phi tinh tháng này, có bát bạch gặp lục bạch ở vị trí trung cung, nơi ở giữa căn nhà hoặc căn phòng, nơi có hai cát tinh hội tụ, chính là phương vị vượng vận khí và tài khí. Người tuổi Dậu nên bài trí thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực, từ đó sẽ rất có lợi cho việc cầu tài, kinh doanh, buôn bán. Về tình duyên, xem tử vi tình duyên tháng 6 tháng 7 âm của người tuổi Tân Dậu nhận thấy, phương diện tình cảm của người tuổi này có nhiều hứa hẹn đáng mừng. Nhờ sao Bách Việt chủ đào hoa che chở, thúc đẩy nhân duyên tốt lành, không chỉ tình duyên cá nhân thuận lợi, mà tình cảm của bạn với những người xung quanh đang ngày càng được cải thiện đáng kể. Trước đây nếu bạn từng có hiểu nhầm với ai đó, thì lúc này cũng khá dễ dàng trong việc giảng hòa. Cơ hội thoát ế của người độc thân đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ, sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Nếu đã xác định được tình cảm, bạn cũng nên nghiêm túc và chân thành đối diện với con tim mình, đừng mải vui chơi mà bỏ lỡ những mối lương duyên tốt đẹp. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu cũng nhanh chóng xác định rõ tình cảm, không còn mông lung như trước, hãy trân trọng từng giây phút hạnh phúc bên nhau khi cả hai đã cùng trải qua không ít sóng gió. Tình cảm gia đình ngày càng khăng khít, hòa hợp, tuy nhiên, do đào hoa vượng nên bản mệnh cũng nên tiết chế cảm xúc, kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình, đặc biệt là cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh để đối phương không hiểu rõ ranh giới mà gây ra chuyện hiểu lầm, thị phi. Về sức khỏe, tin mừng là thể trạng của tuổi Tân Dậu trong tháng 6 tháng 7 năm 2024 âm lịch vẫn khá ổn định, nhờ bạn biết cách duy trì chế độ rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ. Tuy nhiên, cần chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu kẻo gặp tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang do tháng này kim khí vượng. Tử vi tháng 8 âm lịch.
Xem tử vi năm 2024, tháng mới có thể thấy con giáp tuổi Tân Dậu đang tự tạo ra may mắn cho mình khi bạn vô tư giúp người và được họ vui vẻ hỗ trợ lại. Lúc này cũng có rất nhiều điều kiện cho bạn cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, thử nghiệm, từ đó chọn lựa điều tốt nhất dành cho mình. Tuy nhiên, tự hình khiến cho anh chị tuổi Tân Dậu hay lo lắng, thậm chí là suy nghĩ một cách thái quá mọi việc lên. Khuôn mặt lại thường xuyên cau có, nhiều người cẩn thận đến nỗi thường lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, chỉ là bạn lo xa quá mà thôi. Nguyệt lệnh lâm trường sinh cho thấy, bản mệnh là người rất vui vẻ, hòa đồng và thích giúp đỡ mọi người, dù làm việc gì bạn cũng cố gắng làm bằng cái tâm của mình. Suy nghĩ thấu đáo và làm việc chỉn chu, nhờ đó mà hiệu quả công việc tăng lên đáng kể, ngoài ra, bạn cũng được đồng nghiệp quý mến. Bát bạch bay về phương Tây Bắc, dự báo bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội tốt đang có để có thể gia tăng tài sản cho mình trong thời điểm này đi nhé. Về phương diện sức khỏe có thể thấy, vì ham mê làm việc quá mà bạn có xu hướng bỏ bê bản thân. Thái tuế hung tinh gây điềm báo tai nạn bất ngờ, do đó bạn cũng cần cẩn thận trong công việc, khi xuất hành xa phải ưu tiên đảm bảo an toàn. Về sự nghiệp, tháng 6 tháng 7 năm 2024 âm lịch dự đoán, có thể thấy con giáp tuổi Dậu khá năng nổ và chủ động trong mọi việc. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của ngoại cảnh càng làm cho bản mệnh có một tinh thần cứng như thép trong tháng mới. Dường như những lời chê bai của ai đó về năng lực của bạn không làm bạn phải quan tâm nữa. Bạn tập trung để cải thiện cho bản thân, chuẩn bị cho những bứt phá trong tháng tới. Đối với tuổi Tân Dậu, khó khăn chỉ càng tôi rèn, nên ý chí của bạn thêm cứng rắn hơn mà thôi. Tháng này, nguyệt lệnh lâm trường sinh cho thấy bản mệnh mỗi khi làm việc là bạn hết sức tập trung, luôn đặt công việc lên trên tình cảm, không vì cả nể mà để hiệu quả công việc đi xuống, nhờ đó mà chất lượng những dự án bạn làm rất đáng nể. Khi thực hiện việc gì tuổi Dậu nhớ hỏi ý kiến của mọi người, hãy luôn đề cao ý thức làm việc nhóm, đừng quên rằng bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các vấn đề nếu có sự đồng lòng với đồng nghiệp của mình. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội kiếm được lợi nhuận lâu dài, trong khi học sinh có thể có được nhiều cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng và đạt kết quả học tập tốt. Về tài lộc, theo tử vi tháng 6 tháng 7 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tháng này bản mệnh may mắn có được nhiều điều kiện thuận lợi. Đây cũng là tháng để các mối quan hệ mới có cơ hội phát triển, sự nghiệp cũng nhờ thế mà thăng hoa, giúp bạn kiếm tiền dễ dàng hơn. Thiên tài mang tới nhiều lợi lộc cho người tuổi Dậu trong tháng mới, nhờ đó mà bạn có được cơ hội gặt hái những lợi ích tối đa. Sau một quãng thời gian dài tăng trưởng chậm, gặp khó khăn trong công việc sự nghiệp, tháng này còn có lợi cho điền sản. Nếu ai mua đất để đầu tư thì đây là thời điểm thích hợp để ra quyết định. Thế nhưng trong việc đầu tư, bạn cũng phải hiểu rõ khoản đầu tư của mình, không nên quá tham lam ôm đồm kẻo có cả những hạng mục không sinh lãi, dễ bị tổn vốn. Về tình duyên, xem tử vi, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tân Dậu trong tháng này rất đáng mong đợi. Những người đã kết hôn có một giai đoạn hài hòa êm ấm, trong khi những người đang yêu có cơ hội tìm hiểu gắn bó nhau hơn. Chuyện tình cảm của người độc thân đang trên đà khởi sắc, nên tâm trạng của bạn cũng được cải thiện, tình cảm hài hòa, hạnh phúc. Khi cả hai người luôn thấu hiểu và yêu thương nhau, nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, cuộc sống không được sung túc, nhưng bản mệnh luôn được động viên tinh thần. Nguyệt lệnh lâm trường sinh càng làm tăng thêm phúc thọ cho gia đình bạn, hứa hẹn vợ chồng đón nhiều tin vui từ con cái như học hành đỗ đạt cao hay mua nhà sắm xe, vân vân. Về sức khỏe, xem tử vi tháng 6 tháng 7 năm 2024 của con giáp âm lịch nhận thấy, sức khỏe của người tuổi Tân Dậu không thực sự tốt như bạn nghĩ. Một phần cũng là vì bạn căng thẳng trong thời gian kéo dài, bạn đã quá dồn nhiều tâm sức cho công việc nên sức đề kháng giảm sút rõ rệt. Kim khí vượng ảnh hưởng khiến sức khỏe của người đang ốm bệnh khó hồi phục, bạn nên cố gắng nghỉ ngơi thường xuyên khi thấy mệt, chớ nên làm gì quá sức, khi xuất hành đi xa phải cẩn trọng, luôn ưu tiên bảo đảm an toàn giao thông trên đường, tránh phóng nhanh vượt ẩu đấy nhé. Nếu ai đó hỗ trợ bạn lái xe thì nên chọn người cẩn thận, có nhiều kinh nghiệm xử lý. Vâng, quý vị thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện lời Phật dạy về nhân quả. Chuyện kể về một hôm nọ, Đức Phật dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dịu dịu, Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống. Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thưa Đức Thế Tôn, Ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sanh chịu khổ vậy? Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng giải, ta dẫu có thần thông lớn ngần nào, nhưng vẫn có bốn điều không thể làm được. Điều đầu tiên,
Trong bốn việc Đức Phật không thể xoay chuyển chính là luật nhân quả trên đời. Nhân quả tức là định nghiệp, chính là nghiệp quả báo. Do những việc thiện ác mà bạn đã làm, nghiệp là nhân, báo là quả, nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả, ngắn gọn là nghiệp quả hay nghiệp báo. Nếu chúng ta tạo nhân, nghiệp tốt thì sẽ trổ quả tốt, còn ngược lại nếu ta gieo nhân xấu thì sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng nhận quả xấu. Chuyện nhân quả cứ thế mà xoay dần thành một vòng tròn không bao giờ chấm dứt, vì con người cứ tạo nhân rồi trả quả, trong việc trả quả lại tiếp tục tạo nhân mới, và nhân quả cứ như thế mà luân hồi. Đức Phật vốn chỉ giúp những người biết kết thiện duyên, chứ không hề giúp những kẻ hung ác tàn độc. Trên thế gian này, không có điều gì công bằng hơn nhân quả. Hãy nhớ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương. Câu nói này vốn chưa từng sai lầm. Theo lời Phật dạy về nhân quả, Đức Phật dù từ bi đến đâu, cũng không thể giúp một người tránh được nhân quả về những gì mình đã làm. Đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Phật hồ đồ, và có thể qua được mắt Ngài. Nếu như một người làm nhiều việc xấu, sau đó lại đến chùa chiền thắp hương, lạy Phật cầu xin ban phước lành. Điều này sao có thể được, hơn ai hết, Đức Phật càng thêm kính sợ luật nhân quả, đến Ngài còn không dám tùy ý tạo ác nghiệp. Huống chi là tránh sanh phàm tục nghiệp chướng nặng nề như chúng ta, là nhân hay là quả, đều do nghiệp mà bạn tự tạo ra, nhân quả báo ứng là có thật. Quả báo đến phải do chính mình chịu nhận, phải biết thành tâm hối cải, chân thành sám hối, thề không bao giờ tái phạm việc xấu xa đó nữa, thì mới mong nhẹ nghiệp. Theo luật nhân quả, khi chúng ta tạo nhân nào thì sẽ nhận quả báo tương ứng, là đối với những người không biết hối cải và tu tập sửa đổi. Nhưng nếu đã lỡ gây ra lỗi lầm mà biết ăn năn hối cải lo tu tập và làm những việc thiện lành lợi ích cho chúng sanh để bù đắp lại, thì quả báo cũng sẽ xoay chuyển, giảm nhẹ. Bạn có biết, có 9 nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp phải chịu quả báo lớn nhất. Đức Phật dạy, muốn chuyển nghiệp chúng ta cần phải tịnh hóa tam nghiệp, nghĩa là tu sửa, thanh lọc thân, khẩu, ý, từ những lầm lỗi bất thiện dần dần trở nên thiện lành. Đức Phật vốn luôn được vô số người phàm tục thờ phụng cúng bái, nhưng Ngài luôn đối xử công bình với tất cả. Không bao giờ vì ai cũng nhiều hơn mà thiên vị người đó. Nếu muốn cải thiện số mệnh thì phải biết sợ nhân quả, nuôi dưỡng mảnh đất toàn những hạt giống thiện lành để gặt hái quả ngọt. Nhân quả vốn là điều không thể thay đổi, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.